Ôi, hello anh em, hai thức khuya bởi vì là what the fuck, what the fuck? Có cái challenge. No, Jason, thua. No. Tôi ngủ với anh em. Thanks for watching, guys. And time to say good game. I just wanna be happy, happy tonight. Ôi, Becca Ram rồi. Có heal à? Ôi, Three Musketeers. Phải xong rồi. Three Musketeers. Come on, Three Musketeers. Three Musketeers, for sure. Three Musketeers, Elicit Collector. No, Battle Ram. No, are they respam? Are they respam không có spell? Thằng nào tại sao nó không đặt bình? Thảo ra nè. Okay, I got it. Battle Ram. Bạn chưa quên Rocket. Perfect. Quả Rocket đúng giá trị. Nhiều Pekka Ram lắm được này. Nó kết hợp con Archer Queen phải có Rocket dã vào bọn nó. Hoặc Lightning. Mình nghĩ bầu trận này ăn rồi. Tại vì có Rocket, có Tesla, có Lock, kiểu có Electro Spirit và một cái bài để reset. Không thể đặt X-Bow trong tên này. X-Bow luôn. Mega Knight, come on. Phiên bản này chơi Mega Knight chứ không phải là... Đúng rồi, Archer Queen nằm xuống. Ooh, no, I can't. Xong rồi. Hello, baby. Oh, 8-bow. Congratulations, let's play. Good job. Okay, fine. Hey, come on, dude. Thanks for watching, guys. Bye-bye. Ngủ nha anh em. Have another day. We need Flash Lock and Rocket Time. Come on! It's Becca Ram! Becca Ram, guys! Yes, my active King Tower. Ở đây 19 rồi, lên 19 nãy là lên 17 rồi, 18 rồi. Thành nhanh lắm. Pekka Ram Minions.
ability. Ông Trung đúng rồi. Mình thấy nhiều khi hay không bằng hên anh em. Woohoo, double right hook. Cool. One hit right hook. I'll show Zion. The last guy back out for sure. Holding kick. Tell me why I'm falling. Oh, I'm falling. Cross Hawk à? Nhưng mà nó cũng là Roy Hawk mà nhỉ? Nó cũng là xuất từ đấy mà. Mình hay gọi là Roy Hawk hơn. Thực ra là... con này là đâu khác gì Roy Hawk đâu. Mình nhớ đam của nó bằng như vậy đúng không nhỉ? Mình không nhớ lắm. Night Tornado. By the week. Ghost thông minh quá nhỉ? It's about ability, bandits. Ba một nửa thì số rồi à? Có nhiều thẻ bài, thực ra là mình không chơi nên là mình không nghiên cứu về những con này lắm. Ví dụ là những con nào mà mình hay gọi là hay để ý, hay là ví dụ deck là counter ấy, deck mình thì thường là mình sẽ để tỷ số của nó. Còn những cái deck mà mình thấy nó mình không quan tâm cho lắm nên là mình cũng không để ý chỉ số luôn. Sau cái đợt update này thì mình còn chả nhớ là đam của mấy cái spell khi mà nó mắc nữa cơ. Ngày xưa mình còn nhớ là ví dụ như là arrow là 125 này, xong rồi lock là bao nhiêu, 80 giáp bao nhiêu mình còn nhớ đấy. Một cách là sau này mình khi mà đấu game á, mình còn tính được lấy lượng đam của spell. Nhưng mà sau đợt update 14 rồi thì mình chả nhớ luôn. You collab, you are way underage, have good content. Why? Be careful! No way! No! 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 Ôi, Pekaram, no, this guy, how has the anti win challenge for? So, can I get some with Mega Knight bit? Oh, not sure, bro, not sure. Because you know Mega Knight out meta. So that's why. Fireball? Okay, no Fireball. Gives bandit for defense but Magic Archer. It's so easy. Ooh, be careful! No! Baby, come on, no! Bandit and go so bad and get so much damage, no! Thằng spam kia spam hay quá anh em ạ. Cái thằng ba chơi Magic Archer kia nó cũng đánh cực hay nữa. Thế mà trong cái pha đấy mà có PK thì đỡ được. Nhưng mà hơi đen thì bên này không có. Bây giờ mà thả Battle Ram thì cũng khó bởi vì Battle Ram cũng không vào được trụ. Mà lại còn thiệt Ellie nữa.
thay vì đấy là giữ lại Battle Ram để support cho Pekka. Anh em, Pekka Bridge on Bridge thực sự là hơi căng đấy. Bandits Fireball cho các Bandits. Minions bị sẽ bị Battle Ra quên Magic Archer này. Không, Magic Archer tuần này không có rồi. Yes, I know, Premier League finished. Standing in challenge. Pekka. Không, Pekka đổi hướng, hợp lý. Oh no, Pekka không đổi hướng. Nhầm. Mình nghĩ là Pekka đổi hướng thì hợp lý hơn. Sau đó là dùng Minions để defend. Ôi ôi, tại sao lại không? Ôi, ông mà chắc chắn là Minion sẽ bất lợi thế hơn bởi vì Magic Archer nó bắn xa hơn. Minion thua. Battle Ram. Đợi. Còn này whip. Ôi, ông. Bye bro, ok bye, see you. Thua thì buồn cười. Còn Magic Archer bên kia nó lợi hại hơn. Ôi, Battle Ram đéo bao chung của anh em. Đùa. Quả này mà thua đúng là đau đầu. Cố lên, đi khách. Phải Fireball cho con Magic Archer. Đúng rồi. Không, thằng này nó chơi Magic, thằng này nó chơi Minion lâu lắm rồi anh em ạ. Lại bảo không phục tích. Bandits. You are very handsome, really? No, I'm so ugly. Căng như dây đàn lên. Oh no, Battle Ram. No, đừng có phá trụ rồi. Thua. Oh no! Pekka vào trụ! What the fuck? Do you live in Slovenia? No. Vietnam, bro. Oh, the last game! Mazazuin. Ooh, Battle Ram! What the fuck? Sian, the game. We have a side. Last game here. Ngày xưa tên nick của em vẫn là tên cũ mà. Phải không? Top 1 em phải kiếm chủ. Đây này, em vẫn còn một cái ảnh Phoenix top 500. Nhưng mà hình như cách đấy thì như 3 hôm trước khi mùa kết thúc tốt 500, tốt 200 luôn ấy, xong vẫn tụt đèn quá, tại vì là cái kiểu mà thao thắng ấy, xong rồi thì đẩy lên. Cười nát sơn màu yên chi. Con này con cần Golden Knight này nó Simo next game thì draw game. Oh, Igbo gets so much damage. New Igbo again. Pekka Skeleton. No, but good Tesla, good. Good. Keep lock for defense Battle Ram next turn. Big bow again. Let's go side. 60% for you. Try to lock cycle.
try to lock cycle. Golden Knight mà gặp mấy em lock mấy em biết biết nhỉ. Ui giời, vả cho sướng. Xem mình rất thích cái pha mà của Golden Knight nó dã con Rascal ấy. Hay. Đúng là thằng con này nó sinh ra nó chỉ trị mấy con biết. Oh come on. Why not active King Tower? No way. Tesla. Golden Knight, we need the Golden Knight right now. Ôi xong rồi, thua. Ôi xong. Ui. No. Canon. No. Thôi xong rồi, đừng. No. Thua. Thua rồi anh em ơi, thua, tầm này thua. Ôi, thua. No. No. Ván mới thì bình tĩnh anh em. Chưa. Vẫn còn thở còn gỡ. Ôi, lightning, phải lightning cuối cùng, lock lightning là xong rồi. No, last lightning. Mà dưới cả chờ death, battle ram, lightning and lock. Lock is coming. No. Lock. A few moments later. Chắc đang cày à? Mấy thằng đấy thì chắc đang cày làm content, nhưng mà mình nghĩ là thằng B-Rex nó sẽ ăn được. Ai chứ B-Rex thì mình luôn đánh giá cao, bởi vì cái độ đánh nó chuyên nghiệp, hai là đánh khoa học của thằng B-Rex. Còn sơ tác thì mình chưa mình đang còn phải nghĩ đã. Ôi, thôi. Ôi, Simo, dậy múa đi. Sao không múa? Rồi xong rồi, xong rồi. Một con gót làm sao đỡ được. Phải thả tất cả cho anh em. Nó kịp. Ui. Simo. Dậy. 2 hours later. Một tháng mà kênh sub của Rallying tận 500.000 sub thì tôi cũng quỷ thật sự luôn. Nó có một thằng kéo nữa là một thằng có kênh 13 triệu sub. Nhưng mà cái thằng đấy nó không chuyên về các rank. Nhưng mà không hiểu sao view cao vãi đái. Ôi Simo, thua rồi. Simo, dậy múa đi. Sao không múa? Oh no, Simo. Các bạn chơi Battle Ram mà các bạn lại gặp ba con Zappy, đúng là tù thật sự. Thằng kênh Ad là kênh bẹo gì đâu, kênh Ad mà nó mất view từ lâu lắm rồi. Ad nó tuyên truyền gọi là ngồi chém gió để nói thôi, nhưng mà đâu có đánh đâu. Thằng kia thì view cũng kém. Thằng Wasu nó vẫn chơi hot anh em, nó chơi hot để nó có view được. Simo. Oh, last game, let's go. Woohoo, đang lê tay. No, Legend Gamer, it's the guy. Huh, you here? Long Khôi à? Việt Nam à? Battle Ram, thằng này chơi Battle Ram. Ôi, dễ rồi. Oh, time to win, zero lose. My in 16 over.
Good. Ôi 20-0 rồi anh em. Thôi xa nốt trận này rồi mình đi ngủ nhé. Nhưng mà đang nhiều cái hay nữa, mà bây giờ ngày hôm nay là ngày đầu tiên các bọn top ladder, top player họ đánh, nên là nhiều cái để xem. Chứ ngày mai thực sự hit. Đúng rồi, thằng ông này có một cái kênh YouTube đấy anh em, cũng là chuyên về Pekka Battleground. Giật chết con Magic Archer đi. Giật chết con Magic Archer đi chứ. Giật chết con Magic Archer đi. Xem KFC ở mai có lúc sao. Yes, Legend Gamer, 192. Thắng rồi anh em. Vâng, đã có lượt view cao nên là em không muốn là nghỉ sớm ngày hôm nay. Tenchi wins, zero lose. Hôm nay xem tới bến nhé. Nhưng anh em đừng có thang thức bằng mình được không? Mai mình làm chiều mình chả sợ. Legend Gamer win. Không, Legend này Legend nước ngoài, nó không phải Legend Việt Nam đâu. No, that's a run. Còn bà Nít lao vào trụ kìa anh em. Hawk Rider. Oh no, Hawk on no hits. Oh, Hawk on one hit. Hay quá, phê lắm. Vanky, we need the Vanky. Đúng là chỉ có Vanky có thể cân được cái team này. Ôi, có cái... No, Dennis! No! No! Ôi, skeleton. Hawk Rider! One hit! Rồi! We need lightning! No lightning, lightning, the bandits. Đủ chưa, đủ đam chưa? Nhìn chưa đủ. Cẩn thận con Battle Ram, con. Woo, Vanky, we need the Vanky. Rồi xong rồi. Yes, over. Good job, lightning. Đủ đam chưa? Good job. Vanky. No! Lightning, the fireball! Đủ fireball đủ chưa? What? Thật sự luôn.
What the fuck? Có cái trả lời no, Jason. No. Tôi ngủ với anh em. Thanks for watching, guys. It's time to say goodbye. Time to. Mission failed. We'll get them next time. Bye, Aussie. Subscribe.